Trong y học cổ truyền sâm ba kích được đánh giá cao, trong công năng chủ trị bổ thận tráng dương, mạnh gân cốt, trị thận dương suy liệt dương, xuất tinh sớm. Bởi sâm ba kích có vị cay, ngọt, tính ấm khi vào kinh thận có phát huy công năng, trong hỗ trợ điều trị các bệnh phòng the khá hiệu quả. Chính vì vậy, sâm ba kích được xếp là một trong những bí kíp hỗ trợ điều trị các bệnh phòng the của quý ông. Sâm ba kích là một trong những bí kíp hỗ trợ điều trị các bệnh phòng the sâm ba kích. Vì sao gọi là sâm ba kích? Lý do ba kích được gọi là sâm ba kích bởi công dụng của củ ba kích có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, nhất là các bệnh về sinh lý nam, sức khỏe tình dục nam giới. Chính là vậy, củ ba kích rất quý nên được ví như một loại sâm sâm ba kích. Hình dạng nhận biết củ sâm ba kích. Cây ba kích là một loại dược liệu thân mềm, thân leo mọc hoang nhiều ở vùng núi phía Bắc, tập trung nhiều ở Hòa Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Ngoài tên gọi là ba kích, chúng còn được gọi là sâm ba kích, dây ruột già, chậu phóng xì. Quảng Ninh, ba kích Thiên Trung Quốc. Bộ phận sử dụng của cây ba kích: rễ củ dùng để làm thuốc điều trị bệnh, rễ củ dùng làm thuốc chữa bệnh thường khô, cắt thành từng đoạn ngắn, dài trên 5 cm, có nhiều chỗ đứt ra để lộ lõi nhỏ bên trong. Xem thêm hình ảnh nhận dạng cây ba kích. Sâm ba kích có hai loại: sâm ba kích tím, sâm ba kích trắng. Sâm ba kích tím và ba kích trắng đều được sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, sâm ba kích tím được ưa chuộng hơn bởi công dụng mạnh hơn và điều trị bệnh tốt hơn ba kích trắng. Chính vì vậy, nhiều người ưa chuộng ba kích tím hơn. Khi ngâm rượu, sâm ba kích tím sẽ ngon hơn và đẹp mắt hơn rượu ba kích trắng. Tất nhiên là giá thành củ sâm ba kích tím cũng sẽ cao hơn củ sâm ba kích trắng. Xem thêm, phân biệt ba kích tím và ba kích trắng, dễ dàng tác dụng của sâm ba kích. Thần dược phòng the cho quý ông, sâm ba kích là vị thuốc nam quý, bởi nó có rất nhiều công dụng tốt cho nam giới mà rất nhiều sách và truyền miệng dân gian trong điều trị chữa lửa phòng dơ, cải thiện khả năng sinh lý, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng cương dương, điều trị liệt dương, xuất tinh sớm. Sử dụng sâm ba kích được rất nhiều người sử dụng như một loại xuân dược, nhất là các vua, quan ngày xưa vô cùng ưa chuộng. Các bài thuốc từ sâm ba kích: bài thuốc trị lưng đau, chi tinh, hoạt tinh do thận hư từ sâm ba kích. Sâm ba kích thiên, 12 giờ đảng sâm, 12 giờ phúc bồn tử, 12 giờ thỏ ti tử, 12 giờ thần khúc, 12 giờ sơn dược, 24 giờ. Tất cả vị thuốc trên đem tán bột, luyện mật làm hoàng. Mỗi lần uống 12 giờ, ngày 2 tháng 3 lần theo nguồn, lâm sàng thường dụng trung dược thủ sách. Bài thuốc trị liệt dương, tảo tinh, tiết tinh, lưng đau, vô sinh ở nữ: sâm ba kích thiên, 12 giờ, ngũ vị tử, 6 giờ, nhân sâm, 8 giờ, thuộc địa, 16 giờ, nhục thun dung, long cốt, cốt toái bổ đều 12 giờ. Tất cả vị thuốc trên đem tán bột, trộn mật làm hoàng 12 giờ. Ngày uống 2 tháng 3 lần, nguồn, theo ba kích thiên hoàng lâm sàng thường dụng trung dược thủ sách. Vị sâm ba kích cùng một số dược liệu khác: bài thuốc chất bổ thận, tráng dương, tăng trưởng cơ nhục, dưỡng sắc đẹp từ sâm ba kích. Sâm ba kích bỏ lõi, 60, cam cốt hoa, 60, câu kỷ tử, 30, phụ tử, chế, 20 giờ, thuộc địa, 46, thuộc tiêu, 30. Tất cả đem tán bột, cho vào bình, ngâm với 3 lít rượu. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 15-20ml, lúc đói, nguồn, ba kích thuộc địa tử nghiệm phương. Bài thuốc trị thận hư, liệt dương, mỏi gối, xương đau từ sâm ba kích và các loại dược liệu khác: đương quy, 20 giờ, sâm ba kích, 18 giờ, khương hoạt, 27, sinh khương, 27, ngưu tất, 18 giờ, tiêu, 2 giờ, thạch học, 18 giờ. Cách làm: tất cả sơ chế và đem giã nát trộn đều, đem ngâm cùng 2 lít rượu nếp ngon, nồng độ 40 độ trở lên, cho vào nồi đậy thật, bắt lên bếp, đun trong 1 giờ nhỏ lửa, bỏ ra ngâm vào nước lạnh cho nguội. Rồi để rượu nôi khô ráo thoáng mát, liều dùng ngày uống 3 lần, mỗi lần dùng 15-20ml. Xem thêm, cách ngâm rượu ba kích chuẩn tại nhà. Bài thuốc từ sâm ba kích với những nam giới liệt dương xuất tinh sớm: sâm ba kích 300g, cốt toái bổ 300g, đảng sâm 300g, nhục thun dung 300g, long cốt 300g, ngũ vị tử 150g. Tất cả vị thuốc trên đem làm hoàng mềm 10 giờ với mật ong. Ngày uống 2 tháng 3 lần trên một hoàng. Lưu ý, khi dùng ba kích với các trường hợp đàn ông tinh dịch ít,
tinh trùng chết nhiều hoặc không có tinh trùng hoặc không xuất tinh khi quan hệ, thì việc dùng sâm ba kích sẽ không đem lại kết quả. Những người bị âm hư hỏa phượng không nên dùng ba kích, có khi gây hại. Sâm ba kích thường được ngâm rượu uống rất phổ biến vì tác dụng của nó rất tốt. Tuy nhiên cũng không nên nghĩ lại tác dụng của rượu mà sử dụng quá nhiều, bởi nó sẽ gây tác dụng phụ hoặc phản tác dụng. Trước khi dùng sâm ba kích nên cắt thuốc theo chỉ dẫn của thầy thuốc và qua thăm khám bắt mạch. Xem thêm những lưu ý khi dùng rượu ba kích. Trên đây là một số bài thuốc và tác dụng của sâm ba kích với tác dụng phòng the của đàn ông. Để tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về củ ba kích và liên hệ trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn. Let's look at why.